Kính thưa quý vị, và lúc này đây thì tình cảm hạnh phúc và niềm vui hiện diện của đoàn đại biểu khách quý gia đình nhà trai trở về từ quê hương Phú Thọ thân yêu đã cùng trở về với quê hương Hải Dương ngày hôm nay, và cùng với những mâm sính lễ trang trọng và ý nghĩa nhất, và đặc biệt là sự hiện diện và tham dự của toàn thể quý cụ, quý anh chị và các đại biểu khách quý của gia đình nhà trai đang hiện diện trước khán phòng cưới hạnh phúc của chúng ta ngày hôm nay. Trân trọng truyền lời từ niềm vui của gia đình, trân trọng truyền lời từ niềm vui, niềm hạnh phúc của cô dâu xinh đẹp Ngọc Ánh và chú rể Mạnh Hùng, xin được trân trọng kính mời tới tình cảm và sự tham dự của toàn thể quý quan viên, niềm vui cùng tình cảm của toàn thể quý cụ, quý ông bà, cô dì, chú bác, các anh chị cùng toàn thể các bạn. Hãy cùng thu xếp công việc riêng chung, dành tình cảm và thời gian vàng ngọc nhất để cùng trở lại với tư giải phúc ngày hôm nay để chung vui chúc mừng, để cùng chào mừng niềm vui hiện diện của đoàn đại biểu khách quý gia đình nhà trai, chung vui chúc mừng trong chương trình lễ đính hôn chúc mừng hạnh phúc tới cô dâu xinh đẹp Ngọc Ánh và chú rể Mạnh Hùng, cũng như chương trình lễ vô quy chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Và lúc này đây, khán phòng cưới hạnh phúc của Tư Gia đã được rộng mở để đón chào niềm vui hiện diện của toàn thể quý vị. Một lần nữa xin được trân trọng chào đón niềm vui hiện diện của đoàn đại biểu khách quý gia đình nhà trai, trân trọng chào đón niềm vui và hiện diện của quý cụ, quý ông bà, cô dì, chú bác, các anh chị cùng toàn thể các bạn trở về tham dự ngày vui chúc mừng hạnh phúc tới Mạnh Hùng và Ngọc Ánh. Xin được trân trọng chào đón. Thank you.
Rồi, ok, hai con sống bắn tin cho mình cái nào, hai con sống bắn tin. À, được rồi. Ok.
cao quá. Rồi, ai vào chào kinh nghiệm mình ạ? Cô Lâu ơi, kinh nghiệm mình ạ. Rồi, 2, 3 này, đứa này. 1, 2, 3 này. 2 vào chào nhìn nhau lại, cái nào tình cảm làm tính đây. Ok, chắc quấn đi vào đi. 2 vào chào đúng cửa thôi. Hôm nay chẳng có lương nhá. 2 vào chào đúng cửa, 2 vào chào đúng cửa, nắm tay nhau. Nắm tay luôn. Rồi, ok, hơi nghiêng vào nhau một tí nhá. Rồi, ok. Rồi, 2 vào chào nhìn tới nhá. 1, 1, 2, 3 này. Nhìn nhau tình cảm cái nào tình cảm. Xin được trân trọng chúc mừng niềm vui, niềm hạnh phúc của hai bên gia đình. Trân trọng chúc mừng niềm vui, niềm hạnh phúc của ngày hạnh phúc cô dâu Ngọc Ánh và chú rể Mạnh Hùng. Xin được trân trọng chào đón và sự hiện diện của toàn thể quý vị hai bên gia đình. Xin được trân trọng gửi tới lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất từ tình cảm hạnh phúc của đôi bạn trẻ của chúng ta gửi tới quý cụ ông, quý cụ bà, cô dì, chú bác, anh chị của toàn thể các bạn trở về chung vui chúc mừng hạnh phúc ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay nhằm ngày lành thật tốt và được sự đồng ý của hai bên gia đình, sự thống nhất của tình yêu hạnh phúc đôi bạn trẻ của chúng ta, quý đoàn đại biểu khách quý gia đình nhà trai trở về từ quê hương Phú Thọ cùng thực hiện nghi lễ đính hôn cũng như sau đó là chương trình lễ thân quy chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Và sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời tới niềm vui của vị trưởng đoàn đại biểu khách quý gia đình nhà trai với những lời phát biểu vàng ngọc trân trọng ý nghĩa nhất để cùng chào đón ngày vui ngày phúc của đôi và cùng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tư gia hạnh phúc của nhà gái. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác. Kính thưa toàn viên này họ, kính thưa các cụ ông, kính thưa các cụ bà, kính thưa các ông, các bà, các bác, các bá, các anh, các chị, các cô, các chú, các bạn. Và ngày cuối của một số những đề cùng có mặt cùng ở đây. Tôi xin chân trọng tự giới thiệu, tôi là bác của cháu Hùng, cũng là đoàn trưởng của đoàn nhà trai về đây hôm nay. Cùng đi gồm có các cụ ông, các cụ bà, các bác, các bá, các anh, các chị, các cô, các chú và bạn bè của cháu Hùng. Và đặc biệt là có sự có mặt của bà Thơ là mẹ cháu Hùng cũng có mặt. Bố cháu hôm nay do công việc lời đầu tiên tôi xin trân trọng gửi tới lời chúc sức khỏe tới tất cả các cụ ông, các cụ bà, các bác, các bá, các anh, các chị, các cô, các chú và nam anh nam chú của cô dâu chú rể. Một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhé. Vâng, kính thưa các cụ, các ông, các bà, sau buổi ra ngõ, cháu Ánh, hai gia đình, hai trưởng đoàn đã thống nhất và cũng như hai gia đình đã thống nhất thì hôm nay đoàn nhà trai chúng tôi về đây để thực hiện bước tiếp theo là làm lễ ăn hỏi cháu Ánh, con của bố Doanh và mẹ Mỹ ở Tứ Kỳ và huyện Tứ Kỳ để về làm dâu con của ông Lộc, bà Thơ và làm con cháu nội cháu chúng tôi ở xã Đào, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Vâng, kính thưa các cụ, các ông, các bà, hôm nay đoàn nhà trai về làm thủ tục ăn hỏi thì kèm theo là chín lễ. Theo cái truyền thống bản sắc tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói riêng chung và của từng địa phương nói riêng. Trước hết là để kính gia tiên chứng giám và phù hộ cho công việc của hai cháu cũng như trăm năm hạnh phúc được thanh thông bền vững. Thứ hai là thể hiện tấm lòng của gia đình nhà trai cũng như trách nhiệm của gia đình nhà trai đối với nhà gái. Thứ ba là để phô tới các cụ, các ông, các bà trong họ tập lại để biết, chứng kiến và biết rằng cháu Ánh đi xây dựng gia đình. Với tinh thần đó, thay mặt cho trẻ trai, tôi xin được trao lễ và xin mời đại diện nhà gái nhận định. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu của vị trưởng đoàn đại diện cho đoàn đại biểu khách quý gia đình nhà trai trở về từ huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ ngày hôm nay, cùng với niềm vui, niềm hạnh phúc của các thành viên trong đoàn, để cùng với những xin lễ trân trọng nhất để cùng xin được trân trọng trao xin lễ kính luôn chúc mừng hạnh phúc tới niềm vui của cô dâu Ngọc Ánh và chú rể Mạnh Hùng. Và tiếp theo chương trình sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại diện cho gia đình hoàng đại gái có những lời phát biểu chào mừng diện diện của đoàn đại biểu khách quý gia đình nhà trai và những lời trân trọng nhất để đón nhận lễ. Xin được trân trọng kính mời.
thương trên đường đi xuân trẻ và đến nơi mình rất nhiều giờ tập ra được cảm giác hoạch đi. Tôi xin mời các cô công các bà và toàn thể quý khách quan trọng trong buổi hôm nay chơi trầu uống nước và trò chuyện nhé không. Tiếp theo đó thì đại diện cho bạn là người gái chúng tôi báo cáo với mẹ hai bà mẹ và các thành viên chứng kiến là bên cha bên nhận để nhận lễ và đồng thời đây là cái cơ hội để nhận cháu Hùng là con trẻ trong gia đình. Các ý kiến của bên đại diện nhà trai cũng được ghi nhận và chúng tôi sẽ thực hiện tiếp các bước tiếp theo để công việc cháu được tiến hành xuân sẻ. Trước khi được lời, tôi xin được phép thay mặt trong đoàn nhà gái kính chúc toàn thể các cụ công các bà mỗi thị chú bác và hai cháu đẹp hai cháu rất nhiều sức khỏe trong cuộc sống chúng tôi xin mời tới hai vị trưởng đoàn sẽ dành với nhau những cái bắt tay thật chặt ạ. Và chúng ta một lần nữa hãy dành những tràng bắt tay thật lớn thật đồng nhiệt để chúc mừng niềm vui gia đình và chúc mừng hạnh phúc của dâu xinh đẹp Ngọc Ánh và chú rể Mạnh Hùng. Xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu trao và đón nhận lễ từ niềm vui của hai vị trưởng đoàn và cùng phát biểu để cùng chào mừng niềm vui hiện diện của tất cả các quý vị trở về là chứng kiến hạnh phúc của đôi ngày hôm nay. Xin một lần nữa chúc mừng niềm vui gia đình, chúc mừng hạnh phúc đôi. Và tiếp theo chương trình sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời mẹ của hai bên gia đình. Xin được trân trọng kính mời mẹ của chú rể Mạnh Hùng và trân trọng kính mời mẹ của cô dâu xinh đẹp Ngọc Ánh. Xin mời hai bà sẽ được đến về trung tâm sân khấu để thực hiện nghi thức chào và đón nhận lễ. Xin được trân trọng kính mời. Để chào lễ thôi. Ok, B chắp rộng chào cho hai mẹ em mình.
chưa còn còn một đôi nữa. Trong trả lời từ niềm vui của gia đình, từ niềm hạnh phúc của lứa đôi, xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị quan viên và cùng tình cảm của quý vị các anh chị, chúng ta sẽ cùng tự nhiên dùng tiệc nước, tiệc trà và cùng trở lại với những giai điệu, những câu hát lời ca, hát lên để ngợi ca tình yêu quê hương đất nước, hát lên để ngợi ca hạnh phúc lứa đôi. Sau đây những người thực hiện chương trình xin gửi tới toàn thể quý vị một nhạc phẩm viết về quê hương Hải Dương thân yêu, ca khúc được mang tên Hát về Hải Dương. Xin được trân trọng kính mời các quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Quê hương bát cổ, con đường rộng dài đưa ta.
ông khói vươn cao đây nhà máy điện, những chuyện xi măng rộn ràng dây chuyền. Hoàng Thạch ơi, những bàn tay vươn tới bao công trình dựng xây. Tình yêu quê hương đất nước diệu kỳ, đi trong gian lao mịt mù khói lửa, vẫn sáng tâm hồn đất mẹ hải dương. Nghe thiết tha quê hương vây gọi, yêu trọn cuộc đời cho quê mình rạng rỡ tương lai. Lời qua quê hương đất nước bao đời, xin hát về hải dương yêu sớ tan tình ca. Rồi, vâng, xin cảm ơn tình cảm và những nụ cười của toàn thể quý vị đã dành về với giai điệu của ca khúc Hát về Hải Dương. Một lần nữa xin được trân trọng chào mời niềm vui sự hiện diện của toàn thể quý cụ, quý ông bà, cô dì chú bác, niềm vui của hai đoàn đại biểu khách quý hai bên gia đình và tình cảm của quý anh chị và các bạn trở về chung vui chúc mừng và tham dự ngày vui lễ phục quý, chúc mừng hạnh phúc tới cô dâu Ngọc Ánh và chú rể Mạnh Hùng. Xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng tự nhiên dùng tiệc nước, tiệc trà, tiệc ngọt và đón nhận tình cảm nồng hậu nhất, chân thành nhất từ sự đón tiếp của gia đình và ban tổ chức chương trình, và cũng rất mong được đón nhận những lời ca tiếng hát, những niềm vui của tất cả các quý vị sẽ cùng trở về sân khấu hát lên những giai điệu hạnh phúc. Chúc mừng tới cô dâu và chú rể, chúc mừng tới hạnh phúc lứa đôi. Và liên tục chương trình sau đây, những người thực hiện chương trình xin gửi tới toàn thể quý vị liên khúc để mang tên Đi Tìm Người Hát, câu hát Lý Thương Nhau. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức. Từ nơi em đi qua năm tháng
chờ con sông của người quan họ. Suốt đời nước chảy lỡ thơ, tiếng anh ấm như hơi thở, em nghe để nhớ suốt đời. Anh về tìm em qua câu dân ca, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Câu hát lời chầu hài xương quê ta, sao xuyên thiết tha nơi ấy quê nhà. Câu dân ca có từ bao giờ mà để thương để nhớ, để đợi để chờ. Về bên khu vẫn đi trên con đường mới, tìm câu dân ca. Về bằng Thanh Châu lắng nghe câu ca nao lòng, anh sang chợ Bầu tìm mua buồng cau, anh qua cầu Hồng Phú, Phú Lý ơi. Câu hát dân ca mà em vẫn hát, Châu này Châu tính Châu tình, em còn son, anh cũng còn son. Anh về thưa với mẹ cha, để đôi ta được làm con một. Trân trọng trả lời từ niềm vui, niềm hạnh phúc của hai bên gia đình. Trân trọng trả lời từ niềm vui, niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể, như tình cảm của những người thực hiện chương trình. Xin được trân trọng kính mời thấy toàn thể quý vị sẽ cùng tự nhiên dùng tiền nước trên trà để cùng chuẩn bị bước vào chương trình lễ vô quy. Chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và lúc này đây, ban tổ chức xin mời tới cô dâu xinh đẹp Ngọc Ánh cũng như chú rể Mạnh Hùng. Chúng ta sẽ cùng chuẩn bị với các y phục của mình để cùng chuẩn bị ra sân khấu ngày hôm nay đến với chương trình lễ vô quy. Chúc mừng hạnh phúc đôi đôi. Cũng như xin được nhờ tới bộ phận phục vụ, bộ phận lễ tân của tư gia hạnh phúc ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng chuẩn bị các điều kiện về khán phòng cưới hạnh phúc cũng như tiệc nước tiệc trà để cùng mời nước mời trà. Cảm ơn tới toàn thể quý quan khách quý trở về trong không gian hạnh phúc ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lộng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Đời em là chim bên tôi, đời em là hương tỏa đâu đây, đời em là bình minh rực cháy, đời em là hạnh phúc tràn đầy, đời em là câu hát ru, đời em là sáo diều vi vu, đời em là tình yêu bóng cháy, anh đã cho em mùa xuân đây. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng kính mời các quý vị, đặc biệt là các quý vị còn đang ở phía trước cổng hoa của tư gia ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời các quý vị, chúng ta sẽ cùng tiến về vị trí những bàn tiệc nước tiệc trà, những vị trí tiếp đón trân trọng và lịch sự nhất trong khán phòng hạnh phúc của gia đình ngày hôm nay để cùng tham dự ngày vui, chúc mừng hạnh phúc tới lứa đôi. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, và tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu niềm vui và tiếng hát của nghệ sĩ Sao Băng sẽ cùng trở về sân khấu để góp vui với những bản tình ca, góp vui với những giai điệu hạnh phúc để chúc mừng niềm vui của hai bên gia đình, niềm vui niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể, cũng như là những món quà âm nhạc để cảm ơn đến sự hiện diện của toàn thể quý vị. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón tiếng hát của nghệ sĩ Sao Băng. Vâng, và để liên tục chương trình chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay, Sao Băng xin gửi tới quý vị một ca khúc của nhạc sĩ Ngọc Châu, ca khúc Thì Thầm Mùa Xuân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ngập ngừng mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh, thì thầm làm gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương, và em đã nghe tiếng yêu đầu tiên.
Vâng, kính thưa quý vị, và trong khi chờ đợi cô dâu chú rể, chúng ta sẽ cùng tiến ra ngoài hội trường để tổ chức lễ vu quy cho đôi bạn trẻ. Xin gửi tới quý vị một ca khúc trữ tình, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng, bài hát Mùa Xuân Bên Cửa Sổ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau. Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người và cây ơi lay thật khẽ cho đôi bạn trẻ đón xuân về. Khi mặt trận bình yên anh lính về thăm phố, cô gái vừa tan ca, họ hẹn nhau và chờ nhau cùng khát khao hạnh phúc, họ đón nhau và mùa xuân cũng theo về. Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng. Cuộc đời con có cả những nụ hôn. Cao cao bên cửa sổ có hai người yêu nhau, đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau. Cao cao bên cửa sổ có hai người yêu nhau, đường phố để hai người hôn nhau. Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏa hương, và cây ơi lay thật khẽ cho đôi bạn trẻ đón xuân về. Tạm xa từng ngày qua, lòng khát khao thầm nhớ, họ vững tin rồi mùa xuân sẽ quay về. Ôi hạnh phúc cô thơ ấy đơn sơ mà thắm nồng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Ơn những ca khúc rất là tuyệt vời của nghệ sĩ Sao Băng đã cùng gửi về sân khấu ngày hôm nay những bản tình ca chúc mừng hạnh phúc lên đôi, và cùng cảm ơn đến tình cảm của quý vị trở về tham dự chương trình lễ vu quy chúc mừng hạnh phúc ngày hôm nay. Kính thưa tất cả toàn thể quý vị, và lúc này đây thì để niềm vui niềm hạnh phúc của hai bên gia đình thêm những điều ý nghĩa, thêm những tình cảm hạnh phúc lên đôi đong đầy, sau đây ban tổ chức cũng xin được trân trọng chuyển lời từ niềm vui của hai vị trưởng đoàn theo giờ ấn định của niềm vui niềm hạnh phúc của hai vị, cũng như tình cảm hạnh phúc của hai bên gia đình và niềm vui của cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời đoàn đại biểu khách quý gia đình nhà trai, chúng ta sẽ cùng trở về vị trí để cùng
chuẩn bị với các nghi thức nghi lễ, với cháp xin dâu, cháp xin cưới để cùng chuẩn bị tiến vào phía bên trong tư gia hạnh phúc của gia đình và nhà gái để cùng chính thức chuẩn bị bước vào lễ vô quy. Chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Xin được trân trọng kính mời. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng hướng ra phía lối hoa, cùng dành những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón diện diện của cô dâu Ngọc Ánh và chú rể Mạnh Hồ. Niềm vui, niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể đang tay trong tay bước đi trên những niềm vui, niềm hạnh phúc cùng tình cảm hòa quyện của quý vị sẽ cùng nâng bước chân của đôi bạn trẻ của chúng ta tiến về với trung tâm sân khấu ngày hôm nay để cùng hiện diện, để cùng ra mắt và cùng cảm ơn những tình cảm yêu thương và sự tham dự của quý vị trong buổi lễ vô quy chúc mừng hạnh phúc hôm nay. Xin mời những tràng pháo tay tiếp tục của quý vị hãy cùng vang lên để cùng chào mừng và chúc mừng. Tổ chức cũng xin được trân trọng chào đón và kính giới thiệu lên sân khấu niềm vui của hai vị trưởng đoàn sẽ cùng trân trọng bước về sân khấu để cùng chuẩn bị có những lời phát biểu trao dâu nhận rể, phát biểu trao rể nhận dâu và cũng như chính thức bắt đầu chương trình buổi lễ phú quý. Xin được mời những tràng pháo tay thật lớn, quý vị hãy cùng chào đón niềm vui của hai vị trưởng đoàn sẽ cùng bước về sân khấu. Xin mời hai ông. Xin hân hoan nồng nhiệt chào đón và trân trọng cảm ơn đến sự hiện diện và tham dự của toàn thể quý vị trở về chung vui chúc mừng lễ vô quy của chú rể Mạnh Hùng và cô dâu Ngọc Ánh. Những lời vàng ngọc đầu tiên cùng tình cảm hạnh phúc hai bên gia đình, cùng niềm vui niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể, những người thực hiện chương trình cùng đại diện hai bên gia đình và niềm vui của cô dâu Ngọc Ánh, chú rể Mạnh Hùng xin được nghiêng mình gửi tới lời chào, lời chúc sức khỏe tới sự hiện diện của toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay đây nhằm ngày lành tháng tốt, được sự đồng ý của chính quyền hai địa phương, sự thống nhất của hai bên gia đình và trên hết là tình yêu thủy chung cao đẹp mang tên Ngọc Ánh và Mạnh Hùng, cùng với niềm vui của hai quê hương, niềm vui của Hải Dương, của Phú Thọ và đặc biệt là sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị quan viên trở về tại tư gia hạnh phúc của nhà gái ngày hôm nay cùng tham dự lễ vô quy chúc mừng hạnh phúc. Và bây giờ đây thời gian đã điểm giờ đẹp nhất để niềm vui hai bên gia đình cùng chung vui chúc mừng hạnh phúc lứa đôi, và những người thực hiện chương trình cũng xin được trịnh trọng tuyên bố lễ vô quy chúc mừng hạnh phúc cô dâu xinh đẹp Ngọc Ánh sánh duyên cùng chú rể Mạnh Hùng chính thức được bắt đầu. Xin cảm ơn những tràng pháo tay tuyệt vời của quý vị đã cùng vang lên để mở đầu chương trình lễ vô quy hạnh phúc ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu tới những lời phát biểu trao rể nhận dâu chúc xin hạnh phúc đến từ niềm vui của vị trưởng đoàn đoàn đại biểu khách quý gia đình của nhà trai đến từ quê hương Phú Thọ. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý của hai họ, các bạn của cô dâu, chú rể, gia đình nhà trai chúng tôi vô cùng phấn khởi được sự, trước hết là được sự đón tiếp nồng nhiệt của các cụ, các ông, các bà, nhà gái đón tiếp đoàn nhà trai về có lễ để kính gia tiên và thực hiện lễ vu quy để chúng tôi được đón cháu Ánh về làm dâu con trong nhà. Thay mặt cho họ nhà trai, tôi không biết nói gì. Một lần nữa xin cảm ơn tấm lòng yêu thương của gia đình cũng như họ tộc đã vun đắp hạnh phúc và chung tay lo việc trăm năm hạnh phúc cho hai cháu. Đến giờ này, các thủ tục theo phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam đã xong, đã hoàn tất, được sự công nhận của chính quyền địa phương hai bên.
gia đình nhà trai chúng tôi đã chọn được ngày lành, tháng tốt, giờ tốt, và đã được gia đình nhà gái đồng ý. Chúng tôi xin được phép đón cháu Ánh về làm dâu con trong nhà. Kính mong các cụ, các ông, các bà đồng tình và đưa cháu về nhà chồng. Thay mặt nhà trai, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn và chúc các cụ, các ông, các bà luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Xin cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu của vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà trai. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời tới lời phát biểu của vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác sẽ cùng phát biểu trao dâu, nhận rể, chúc duyên hạnh phúc trong buổi lễ vô quy hạnh phúc ngày hôm nay. Kính thưa các cụ, công, các bà, thưa toàn thể hội hôn, tất cả các bước để dành cho một buổi lễ các cháu đã được hai bên gia đình cùng toàn thể bạn bè của các cháu lo toan chu đáo. Gia đình nhà trai đã có ý kiến xin dâu. Chúng tôi thay mặt cho gia đình nhà gái hoàn toàn nhất trí. Ngày giờ đẹp chúng ta sẽ tổ chức cho các cháu chu đáo. Sự hiện diện của các quý vị đại biểu trong buổi lễ hôm nay là thể hiện sự đồng tình ủng hộ giúp cho con trẻ được hạnh phúc viên mãn. Kể từ giờ phút này, cháu Ánh sẽ chính thức là dâu của ông Lộc, bà Thơ trên Phú Thọ. Còn chúng tôi sẽ chấp nhận cháu Mạnh Hùng làm thành viên trong gia tộc chúng tôi. Có được sự tổ chức chu đáo và đồng tình ủng hộ của mọi người trên này là một niềm vui không thể diễn tả nổi. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự có mặt của các quý vị đại biểu, đặc biệt là các vị bề trên, các cụ ông, cụ bà, người thân trong gia đình lo toan công việc, các bạn bè giúp đỡ. Công việc đã được trôi chảy. Đến giờ phút này, bên nhà gái sẽ chuẩn bị cử phái đoàn đưa cháu về nhà chồng, đồng thời là nhận lời mời của gia đình nhà trai. Chúng ta sẽ làm tổ chức cho cuộc hôn nhân của các cháu thật viên mãn. Từ đây cháu Ánh sẽ là dâu của ông Lộc, bà Thư. Cháu Hùng sẽ là rể của ông Doanh, bà Mỹ. Hai gia đình sẽ kết tình thông gia mật thiết. Đồng thời chúng ta cùng có trách nhiệm vun đắp cho hạnh phúc các cháu được thỏa lòng viên mãn. Để tỏ lòng biết ơn tới sự có mặt của quý vị đại biểu trong hôn trường hôm nay, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn, sự cảm thông sâu sắc và cảm ơn tất cả mọi người đã đồng tình ủng hộ. Trước khi ngừng lời đưa cháu về nhà chồng, chúng tôi xin kính chúc toàn thể hội hôn mọi người được thật nhiều sức khỏe, sống yên vui, hạnh phúc. Xin được trân trọng cảm ơn. Đầu tiên xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu đến từ niềm vui của hai bên gia đình, và xin mời hai vị trưởng đoàn sẽ dành tới nhau những cái bắt tay thật chặt để cùng chúc mừng tới niềm vui của gia đình nhà trai đón nàng dâu xinh đẹp. Chúc mừng nhà gái đón chàng rể hiền. Xin được trân trọng cảm ơn hai bác. Xin mời hai bác sẽ cùng trở về vị trí ạ. Và những nội dung yêu thương tiếp theo sau đây xin được trân trọng kính mời tới niềm vui của bố mẹ của cô dâu sẽ cùng trở về sân khấu để dành tặng những món quà yêu thương nhất để cùng chúc mừng trong ngày vui hạnh phúc của hai con, dành tặng những lời chúc mừng đặc biệt, những món quà ý nghĩa là những hành trang cho đôi bạn trẻ của chúng ta.
bước vào cuộc sống mới thêm ấm no hạnh phúc, để cùng chúc mừng tới niềm vui hạnh phúc của cô dâu Ngọc Ánh, chú rể Mạnh Hùng. Chúc hai bạn sẽ bên nhau trọn đời, tiếp nối truyền thống của gia đình, tiếp nối truyền thống của quê hương, xây dựng hạnh phúc mới. Những món quà yêu thương cha mẹ chắt chiu cùng năm tháng, gửi tới những tình cảm đong đầy nhất. Xin được chúc mừng nàng công chúa của bố, nàng công chúa của mẹ. Ngày hôm nay đây có thêm vòng tay ấm áp của chú rể Mạnh Hùng. Và chúng con xin được cảm ơn bố, cảm ơn mẹ, cảm ơn gia đình đã cho chúng con cuộc sống này, cho chúng con ngày vui hạnh phúc hôm nay. Xin gửi tới tất cả những thành viên trong đại gia đình thân yêu niềm vui cùng toàn thể quý vị những lời cảm ơn sâu sắc nhất từ hạnh phúc của lứa đôi. Và lúc này xin mời những tràng pháo tay thật lớn, quý vị hãy cùng vang lên để chúc mừng hạnh phúc Ngọc Ánh, Mạnh Hùng. Chúc mừng niềm vui gia đình, hạnh phúc của chúng ta. Vâng, những điều yêu thương, những điều ấm áp hạnh phúc của mẹ, của cha dành tới niềm vui của cô gái Ngọc Ánh thân yêu. Xin chúc mừng em, chúc mừng hạnh phúc của Ngọc Ánh, chúc mừng hạnh phúc của Mạnh Hùng, chúc mừng niềm vui của hai bên gia đình. Xin mời các thành viên của đại gia đình, xin mời các em của cô dâu cùng với bố mẹ của mình sẽ cùng trở về sân khấu để chụp bức hình lưu niệm cùng với các thành viên của đại gia đình. Đồng kính thưa quý vị, và lúc này đây trên sân khấu là sự hiện diện cùng với niềm vui của Ngọc Ánh, Mạnh Hùng là các thành viên của đại gia đình hạnh phúc cô dâu. Quý vị tiếp tục những tràng pháo tay thật lớn, chúc mừng hạnh phúc gia đình, chúc mừng hạnh phúc tình yêu ngọt ngào Mạnh Hùng, Ngọc Ánh. Xin được chúc mừng niềm vui của hai bên gia đình. Kính thưa tất cả toàn thể quý vị, và lúc này đây thì thời gian cũng đã điểm giờ đẹp nhất của ngày vui hạnh phúc cùng chuyến xe hạnh phúc của chú rể Mạnh Hùng, cô dâu Ngọc Ánh và đoàn đại biểu khách quý hai bên gia đình sẽ cùng đưa và đón cô dâu hạnh phúc về với quê hương Phú Thọ thân yêu cùng với lễ thành hôn chúc mừng tại tư gia hạnh phúc của nhà trai. Xin được trân trọng trả lời từ niềm vui của hai vị trưởng đoàn. Xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị quan viên niềm vui niềm hạnh phúc của đoàn đại biểu khách quý gia đình nhà gái sẽ cùng với đoàn đại biểu khách quý gia đình nhà trai, chúng ta sẽ cùng đưa cô dâu hạnh phúc trở về với quê hương Phú Thọ. Và xin một lần nữa gửi lời từ niềm vui của gia đình, từ niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể, gửi lời cảm ơn từ ban tổ chức chương trình. Xin được trân trọng cảm ơn đến tình cảm hiện diện và tham dự của toàn thể quý vị quan viên cùng niềm vui hiện diện của quý cụ, quý ông bà, cô dì chú bác, các anh chị của toàn thể các bạn đã cùng trở về tham dự và làm nên thành công chương trình ngày vui ngày hạnh phúc. Chúc mừng tới ngày vui lễ vô quy của chú rể Mạnh Hùng, cô dâu Ngọc Ánh. Xin được gửi tới toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất, lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Và một lần nữa xin được chúc mừng hạnh phúc Ngọc Ánh, Mạnh Hùng. Xin được trân trọng cảm ơn.